Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Xu hướng SUV của ngành ô tô thay đổi hay là chết? Ngay cả Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce cũng phải sản xuất SUV nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua. Một chiếc SUV từ Ferrari chưa hết hãy bắn chết tôi đi. Sergio Marchionne, CEO Ferrari kiêm chủ tịch tập đoàn Fiat Chrysler đáp trả cứng rắn, đập tan tin đồn hãng siêu xe ngựa tròm Italy phát triển SUV cạnh tranh với đối thủ đồng hương Lamborghini. Phát biểu của vị lãnh đạo Ferrari với Bloomberg xuất hiện vào tháng 2 năm 2016. Gần 2 năm sau tại triển lãm Destroy Mỹ tháng 1 năm 2018, cũng chính CEO Marchionne tiết lộ với Auto Express, SUV đầu tiên của Ferrari có thể đến vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, nhưng chiếc xe phải được thiết kế và cầm lái đúng chất Ferrari. Với lời nói bất nhất của vị CEO, nhiều người có cớ để mỉa mai, nhưng số khác không mấy bận tâm vì điều đó. Ferrari sản xuất SUV là một tin vui đáng để chờ đợi. Đối thủ Lamborghini đi trước một bước với siêu SUV mạnh 650 mã lực, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,6 giây, giá từ $200,000. Ferrari sẽ làm gì để viết tiếp lịch sử của những cuộc so kè hấp dẫn nhất trong thế giới xe hơi? Sedan thoái trào và SUV lên ngôi. Số liệu của hãng thống kê và phân tích thị trường đa quốc gia Jato Dynamics cho biết, phân khúc SUV thế giới trong quý 1 năm 2018 tăng trưởng 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số 28,81 xe bán ra trên toàn cầu, riêng SUV tiêu thụ 9,86 triệu xe, chiếm khoảng 34% thị phần. Xe đa dụng cỡ B và C đóng góp đến hơn 60% lượng tiêu thụ phân khúc SUV nói chung. Không có phân khúc nào tăng trưởng tốt và tiêu thụ nhiều xe như SUV. Phân khúc subcompact hạng B tăng trưởng 1,3%, compact hạng C tăng trưởng 4,9% và sedan hạng D tăng khiêm tốn 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bán tải Ford F-Series là mẫu xe bán chạy nhất thế giới, nhưng nhu cầu chủ yếu tại Mỹ, Toyota Corolla lại là sản phẩm bán chạy thứ hai với hơn 214.600 xe tiêu thụ. SUV đang thống trị thị trường thế giới ở khắp mọi nơi, nhà phân tích Philip Munoz tại Jato nói. Đây là xu hướng dài hạn và đang lan nhanh đến những thị trường như Brazil, Ấn Độ, Đông Nam Á. Trong tổng số 53 thị trường được thống kê, có tới 40 thị trường đạt mức tăng trưởng hai con số với riêng phân khúc xe đa dụng. Một số quốc gia ghi nhận doanh số giảm đối với SUV như Nhật, Na Uy và Việt Nam ảnh hưởng của Nghị định 116. Đóng góp nổi bật nhất cho sự tăng trưởng ấn tượng của SUV đến từ hai thị trường lớn nhất hiện nay là Mỹ và Trung Quốc. Trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường thế giới trong quý đầu của năm 2018, SUV đóng góp một nửa sản phẩm. Nissan X-Trail, Rogue là sản phẩm dẫn đầu với hơn 260.000 xe, tiếp đến là Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan và hai mẫu xe của Honda HR-V và đàn anh CR-V. Khi Porsche lâm vào khủng hoảng của những năm 90, Cayenne trong hình hài SUV ra đời từ năm 2002 như một canh bạc đối với hãng thuần sản xuất xe hơi thể thao hai cửa gầm thấp. Sự thành công của Cayenne, sau đó là Macan, góp phần quan trọng giúp hãng xe Đức trở lại một sự hồi sinh như ánh sáng hy vọng cuối đường hầm. SUV hay là không SUV, câu hỏi hiện tại không còn khó trả lời đối với các hãng xe như trường hợp của Porsche từng đối mặt trước đây. Không chỉ xu hướng của thị trường, SUV là cuộc chơi có thể mang lại lợi nhuận kinh tế hoặc thúc đẩy năng lực cạnh tranh về hình ảnh thương hiệu. Sức hút khó cưỡng của SUV. SUV hiện trở thành xu hướng thống trị thị trường, nhiều hãng xe tỏ ra sốt sắng và đề ra định hướng chiến lược đầu tư cho phân khúc xe đa dụng. Ví dụ rõ nhất là Ford, hãng phổ thông có thế mạnh về SUV, cho biết đến năm 2020 có khoảng 13 sản phẩm xe gầm cao trong danh mục sản phẩm, nhiều hơn bất cứ đối thủ nào khác. Thậm chí trong thời gian tới, Ford dự kiến sẽ còn Focus Active và Mustang là những mẫu xe còn tồn tại thị trường Bắc Mỹ. Trong năm 2018, Hyundai đang thực hiện những bước phát triển Palisade, mẫu SUV 8 chỗ cạnh tranh Ford Explorer. Hãng xe đồng hương Kia cũng đang nghiên cứu mẫu SUV mới, lấy cảm hứng từ concept Telluride ra mắt hồi năm 2016. Subaru bắt đầu bán SUV 7 chỗ mới Ascent, đối thủ của Toyota Highlander. Ở phân khúc hạng sang, phát triển SUV mới cũng sôi động không kém. BMW đã có thêm X7 với hoàn thiện sản xuất, chưa ra mắt chính thức. Audi trình làng Q8 sau một thời gian dài ấp ủ, Lexus bổ sung danh mục sản phẩm bằng SUV cỡ nhỏ UX. Sức hút của SUV thậm chí thuyết phục các hãng không có truyền thống sản xuất xe gầm cao tham gia thị trường. Thị trường xe hơi năm 2015 chứng kiến màn ra mắt của Jaguar F-Pace. Một năm sau là sự xuất hiện của Maserati Levante. Aston Martin xác nhận mẫu SUV đầu tiên của hãng đã có kế hoạch sản xuất sản phẩm chạy điện mang tên Lagonda và dự kiến lộ diện vào năm 2021. Ở thế giới siêu xe, xe đa dụng đắt đỏ để off-road không còn là ý tưởng điên rồ trong vài năm trở lại đây.
hãng Anh quốc Bentley ra mắt Bentayga giá từ 230.000 đô tại Mỹ vào năm 2015 với không ít sự hoài nghi, nhưng doanh số tích cực của mẫu SUV đắt đỏ nhất thế giới vào thời điểm đó cho thấy việc gia nhập cuộc chơi đa dụng của Bentley không hề liều lĩnh. Kỳ vọng doanh số khoảng 3.500 xe nhưng Bentayga còn làm tốt hơn khi có mặt trên thị trường. Thống kê thường niên của hãng Volkswagen trong năm 2016, thương hiệu siêu sang tiêu thụ 11.298 xe, tăng trưởng 9% so với năm 2015 và phần lớn nhờ Bentayga. Riêng mẫu SUV đầu tiên của hãng đã lăn khỏi dây chuyền sản xuất số lượng 5.586 xe. Hãng nghiên cứu thị trường IHS Mỹ dự đoán Bentayga có thể đạt mốc 6.000 xe tiêu thụ trước năm 2020. Thành công của Bentley Bentayga khiến Rolls-Royce không thể ngồi yên. Kuliman ra mắt tháng 5 năm 2018 với mức giá thậm chí còn cao hơn Bentayga từ 325.000 đô la Mỹ. Xe trang bị động cơ V12 công suất 563 mã lực. Cuộc chiến phân khúc SUV siêu sang chính thức bắt đầu, khái niệm mà hẳn khách hàng khó hình dung nếu ở khoảng 10 năm trước đây. SUV thường để chỉ những mẫu xe dùng để off-road, nhưng với những mẫu xe thuộc hàng đắt thậm chí rất đắt như Bentayga, Cullinan, chủ nhân có thể muốn trải nghiệm một phong cách lái mới hơn là đưa xe đến những vùng đất xấu để lội bùn, vượt đèo dốc khi thị hiếu của khách hàng thành hình và trở thành xu hướng chung. Các hãng xe khó và thậm chí có thể không thể thờ ơ với xu hướng mới này. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.